Tùng dĩa thế nào? Hàng thiên.
y nom pua nom đất pua nom này. Rộn bể vậy nhờ. Tổng bể sao ui. Rồi em quậy kìa.
Ủa nãy mà non kia. Ý ủa ổn này. Ý non. Cầm cẩn thận nào. Cũng ăn mẹ như của chị hãy đi. Cầm cẩn thận cho nào. Ừ.
Ngon không? Ngon lắm. Nên 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 sáng phát á. Nó nó ạ. Nó nó đi phát á. Nên tham. Được chưa? Ồ ta à. Ồ ta à. Ồ chạy ăn vậy. Bùm nhé. Mẹ gặp tao. Vâng. Con ăn được nhiều lắm.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhìn bé tí ấy bó to đùng đấy. Về xào tỏi ngon. Ăn rau ấy thì em buộc dài thôi, em cầm để buộc cho nó dễ thôi. Cần ngon. Chị ơi. Dạ. Chị bị làm sao thế? Chị tự nhiên đi đường chóng mặt đó. Qua mắt luôn, không thấy đường đi ngã đấy nữa. Ôi dù, đau chân rồi hả? Ừ, đau chỗ này lắm rồi. Ôi dù. Chị buồn như thế. Chắc là bị giật khớp rồi. Đi đường là đau chỗ này. À. Chị đau chân nặng thế, nhà chị ở đâu đấy? Nhà chị ở bên dưới đấy ạ. À? Bên dưới nè. Vâng. Ôi đau chân này sao về được, để em đưa chị về nhá. Vâng. Em đưa chị về. Thế, chị cảm ơn em nhé. Vâng. Đây thì em cầm đây.
Đó, một thang hả? Một thang hả? Ôi! Ui! Chị đứng đây đợi em một tí nhé. Em đi. Ui! Cô đã thì đâu vậy đấy? Anh không cần giải thích gì đâu. Em nghe anh à, không phải như em nghĩ đâu. Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, không phải như em nghĩ đâu mà. Chị kia là ai đấy? À, là vợ của em thôi, không sao đâu. Thế em đối chị vì thế có phải sợ chị ghen em không? Không sao đâu chị. Thế này để mà anh em có lại em giải thích cho sao. Giờ chị cũng đang đau chân thôi, thì em đưa chị về. Vâng, thế chị cảm ơn em nhiều lắm. Con chó đi đâu rồi?